Đấy, thấy đầu giờ thấy cây này đẹp quá. Chưa ơi, cái này bao tiền đấy? À đây có cây này. Ờ nhìn xa hay nhỉ. Đó, nóng lắm rồi bỏng tay đấy. À trên quê nhỉ? Phải. Quê. Quê điền nhỉ, giống điền đấy nhỉ? Quê nhỉ. Quê. Nhìn xa đẹp thật, lại gần cũng được. Cho mặt tiền này. Đây cây mười mấy triệu hôm trước đây. Đây điền xịn. Quả đây. Quả phải vào bóng râm các bác, không đỡ được, chẳng có ai đứng ngoài nắng cả. Mình quay người ta tưởng kiếm nhiều tiền quá. Nóng gần chết rồi. Bình thường không nóng gì. À, không chống được. Ngồi đây nhìn nóng không? Ngồi cái gì mà nóng thì ghế sẵn này. Ngồi. Cứ làm đi. Đấy. Không ngồi. Chà, chứ đàng hoàng. Là cái bọn kéo vào. Cả kéo luôn đấy, cả pin luôn đấy. Con này xin chào. Con thửa Nhật đấy. Azaki, đồ Azaki. Con này đẹp, con này Azaki là đồ đẹp, 650.000 chiếc. Đáng tiền. Đáng nổi quá nhỉ. Đấy, bỏng hết cả tay này. Không, không. Từ cái đồ quay này nó vừa thủy đồ nó cũng nhiều tiền. Nó vừa cái thủy nó không phải đồ nhiều tiền. Nắng vừa pin nóng. Dành dành. Chậu này là không biết là đời nào đây chị nhỉ. Hay đấy nhỉ. Đồ thẩm đồ gặp phải đại ca là mang đồ đẹp đi thì đại ca thẩm vừa chiêm ngưỡng vừa thẩm trước đi. Có thì không có cái rêu đúng không, để đúng không, không gọi được, không gọi được, phải có túi sắt sắt ôi sắt hỏng mà cơ mà che chứ đây không động vào thì đấy đang đánh túi sắt rửa bát. Cái này là do thả nước thế. Làm để nước. Cái bó, đánh không dám đập mà. Ừ, chứ lão mà lấy cái bó cho dầu rửa bát nhưng mà không đi. Không đi được. Nhưng để nó phơi dọn đi, để khô. Đúng rồi. Siêu nó ăn cắn này, đấy nó cắn lâu rồi, ngâm lâu rồi. Ừ. Từ khi cây nó còn đang có phôi. Đúng rồi. Hay đấy nhỉ. Nó đổ cái điếc màu như thế này. Sao có nhựa gì đấy nhỉ? Không, không chịu. Bán ra chậu à? Dạ. Có thể. Hàng đặt. Đâu hôm qua mang cái cây đi không? À. Cả cây đấy mà bảo thì để cho tao cái chậu. Phía trước ấy. Phải ngại lắm. Hay đấy nhỉ. Hai quả này. Cũng hoài nứt đi chứ. Đâu làm gì có cái này. Không có. Đấy, để đi quay cây kìa. Đây, 3 đồng đấy. Đây là 3 đồng. Quả 1, 2, 3, 4, 4, 5 cái quả. Có thể là bó đung. Nhưng mà có nước gì ở đây cũng. Mọi người bắt trời nóng nhá. Không có một tí. Trời nóng. Cần thăng vối. Cần thăng dừng người. Nắng thì các bác nhìn này, có ai dám ra ngoài nắng đâu. Chỗ này râm rồi. Hải ơi. Hải ơi. Nước. Tàu
đứng trong này rồi không chống được. Đang Trung đang gọi đưa cái mũi mà nay nắng lắm, nay thực sự là không chịu được, ra ngoài là tèo đấy. Mai nào có ngày mai hoặc nào mai liệu 20 lịch đào là đây đào đâu đào hay lịch đây đào đây đào đây cúc tất cả khó nhỉ, khó hiểu cái tính nhỉ. Cái này chỉ có đề ban phải mất cái tỷ đào liệu cúc kiểu gì mất cái tỷ chứ nhỉ. Chắc thì phải bằng tiền trọng. Tích này chắc là 4 mùa. Mỗi loa một mùa. Chắc là theo tích 4 mùa, mỗi hoa một mùa. Đào, lệ, xuân, hạ, thu đông. Cúc là mùa thu. Cúc, mai thì à, xuân. Có mai à? Đây mai chứ, đây mai chứ. Mai, đào quả đào, đấy. Mai, ly. Đúng rồi. Khó nói chuyện. Thằng này thì rõ là cái gì đây? Thằng này là cái gì đây? Đây là lịm. Liệu là mùa hè nhá. Liệu nhưng mà hoa này hoa gì đấy? Đây hoa gì? Đây hoa gì đấy nào? Cứ vẽ quả liệu đấy nhá. Quả liệu quả này. Đây gì? Đây cái gì? Lan địa lan. Lan. Lan liệu. Đây cúc rồi này. Đây là lan nốt. Là. Nhưng mà bốn góc phải chia nhỏ hết. Bốn góc nhỏ chia nhỏ hết. Hết mỗi chữ khác nhau, điểm khác nhau hết, nhá, không có chữ nào giống chữ nào đấy. Cái cũ mà. Đấy. Được ạ. Cái xưa là mình lá đấy, cái này. Cái làm. Của kết cái này. Cái một cái chắc là không dám quên mà bắt vào ấy có cái vối mà quay này chẳng có thích cái nào, giờ lại có cái khác. Đôi này chắc của bác Vinh Phúc, bác ở đâu mất rồi, ba cây một ba. Nhiệt độ mấy độ chơi. Quả nó phồng, áo nó không dính vào người này, nó không lắm. Bao tiền một con bác? Phồng chắc có 3 đấy. Phồng phù lên mặt. Đây. Ui, này nhiều xe lên thế. Đâu lên không? Hồng Ngọc Mai đấy bác. Mai lên à? Mé hết nhưng đang để tối để cho tiết kiệm pin. Ba tiền một con, ba tiền nếu mua. Ba tiền con không trước ra đi rồi. 13 triệu. Trước bán đi rồi. Con này là bao nhiêu? Cô ba này là 13 triệu một con. Một con 13 triệu. Quay kỹ rồi. Quay kỹ con huyền này mới đẹp. Con bắt một tiền. Được. Con lổ số được vàng không? Bác cứ đọc đi. Quay kỹ chưa? Giờ mới bắt đầu ra. Con kia là trung tâm. Con này hay món sung như thế này, con đẹp đấy. Người ta gọi không thì biết sao được. Anh cái lỗ mà tiếng Việt đấy. Đấy bác nói chưa số đây. Đọc Lê Minh Tuấn nha. Rồi bác Tuấn đọc số đi. 0919. Rồi 0919. 833. 833. 608. 608. Xanh Lâm Điền E1 nha. Rồi. Lá nhỏ tí rồi Ngânh Phong trước rỉ đây. Ngânh Phong trước rỉ. Đây tôi đi từ chân bệ xuống này. Ổn. Ổn rồi này. Chưa, từ cây một tí tí, từ tí một. Phê nhỉ. Mưa liệu có xuống được đến đấy không? Hả? Mưa này liệu có rơi xuống gốc? Xăm kín hết mà. Cái ý nói là dày hết. Đây, này này. Đấy. Phụ được một xe rồi kìa. Sang con này. Con này thấy hay này. Long cuốn thủy. Long cuốn thủy. Đây, chân bệ tốt. Này phải mua cả 3 bộ cả 3 cây. Yeah.
Mai bé bao nhiêu của cậu? Anh bán cả cho ai chơi đấy à? Mai bé bao nhiêu đấy? Em bán cả. À, bán cả. Rừng mai. Đúng rồi, mua cả rừng. Bán tất nhà chứ ai bán lẻ chứ. Còn hoài không? Anh nhầm. Không cần, tự đi. Bối có rồi. Vẫn của Lê Minh Tuấn nhá. Đúng rồi. Nhìn cây là biết Lê Minh Tuấn. Xanh năm đèn em 1. Của nhà mang bây giờ mới dám mang đi bán đấy. Số điện thoại 0919 rồi 833608. Rồi vẫn có số bán đây rồi. Đấy. Bác nào thích thì alo. Không sợ bị gò tiếp. Ra. Được. Đẹp đấy. Không gò không biết gì. Rồi. Rất tự nhiên, không có vết dây nào. Không có vết dây nào. Cắt vào làm bông, à có dây ít thôi, nó lái bông. Cúc dây mà nó cúc. Rồi. Hai cây. Cây này hay nhất. Bông cuốn thủy. Vâng, chữ tâm. Chữ tâm. Tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Nhìn cây là biết là của ai đúng không? Lối là nhu cầu chơi 3 màu 3 này đẹp lắm. Lối là bông phải biết. Cây chữ tâm. Cái này được bàn được đấy nhỉ, bao nhiêu đúng không? Bàn được đúng không? Cái này nghe. Đấy, nào múc con đấy hay. Nghe anh ơi. Vâng. Vâng, vâng. Chú gọi là cả nhà đi. Được. Vâng, chào cả nhà em đi. Ngồi đây vẫn là sướng nhất. Bốn người đấy. Mồ hôi dù cũng tuyết là chú cũng sướng đâu. Rồi ạ. Ra. Bác nổ bao nhiêu thì bác nổ. Đấy. Loại này là trung bình là mấy điểm cây anh Trương nhỉ? 500. 500. Đấy, ui xỉ. Số lượng 500. Trời quá vui. Một lẻ thì kéo sướng thật, sật. Kéo sướng. Kéo là quảng cáo này rồi, mua kéo nhiều hơn là mua cây. Asaki. Mua ngồi đi cụ. Sao đưa đi. À. Tiền. Đấy, xinh xắn nằm chậu lâu rồi. Cái seri này là chơi được đấy. Rồi. Giờ năm nay mình khoảng độ 20 tuổi mua đấy là 100 kia về. Mà kia chết tiền. Ờ, thế đó. Nhưng phải cháy cái con này thì chơi được. Đứng lại nhá, đứng lại ít nhá. Cái để đứng lại, đứng lại. Tôi thì không giữ. Bởi vì thực ra nó cứ quân lên cho một con gì đâu. Ồ, kệ nó, cứ nuôi bao giờ nó già nhưng vâng. Mình không có, lúc ấy mình có thời gian mà. Tức là không ai cơ, không có đuổi được. Vâng. Không đuổi được. Nó phải có thời gian. Vâng. Hôm nay nắng cũng mang ít cây thì có, ở đây có cái xi này kìa. Xi đâu trước có giá rồi. Giá nhỏ tí rồi kìa. Giá nhỏ tí rồi. Quay lại xi này hay đấy, xi này hay đấy. Không được sáng thì có quay xi hay cái xi thì hôm nay chưa ông bảo bán tiền nhỉ, quên cái không tôi thích cái này.
nó tung hơi cao hơi cổ chứ không được. Đều có cả, chỗ này không thiếu đâu, có. Giá mà bây giờ có tiền sẽ lấy. Đây, 100 tiền.